Thưa quý vị, trước yêu cầu khắt khe của thị trường và xu thế tất yếu của nền kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng ngày càng chú trọng đến yếu tố phát triển xanh, tức là sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng là một doanh nghiệp trong ngành công nghiệp nặng. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện năng, doanh nghiệp này rất chú trọng đến yếu tố vệ sinh công nghiệp, tạo không gian xanh và sạch đẹp cho nhà máy. Điều này không chỉ đem lại môi trường làm việc thoải mái cho người lao động mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế cạnh tranh thông qua tiêu chí sản xuất sạch và thân thiện môi trường. Theo quan điểm của thành phố thì tất cả các doanh nghiệp phải đáp ứng cái tiêu chí về môi trường, cụ thể là doanh nghiệp sinh thái. Thì cái này cũng nằm trong cái mục tiêu chiến lược của công ty. Và cụ thể rằng qua các năm liên tục từ năm 2020 tới bây giờ là cái diện mạo cũng như là cái việc xanh hóa trong môi trường sản xuất càng ngày nó càng phát triển rất là lớn. Hàng tuần, hàng tháng, công ty đều tổ chức ra quân để đảm bảo được môi trường xanh sạch đẹp và liên tục bổ sung các cái không gian xanh để đảm bảo cho nơi làm việc nó trở nên thông thoáng hơn, giúp cho người công nhân có một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng trong quá trình sản xuất. Cái thứ hai nữa là công ty cũng xác định rằng sẽ có một cái nguồn chi phí rất là lớn để duy trì công tác xanh này. Cụ thể rằng hàng năm thì với cái chi phí dự kiến cho công tác môi trường cũng như bảo hộ động là khoảng tầm 20-25 tỷ đồng. Là thành phố đầu tiên của Việt Nam xây dựng lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, thành phố có một khu công nghiệp đáp ứng các tiêu chí khu công nghiệp sinh thái. Đến năm 2030, sẽ phát triển tối thiểu 2 khu công nghiệp sinh thái, tăng tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm của thành phố Đà Nẵng đạt trên 20%, 100% sản phẩm của địa phương được dán nhãn sinh thái. Mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GDP đạt mức giảm từ 1 đến 1,5% một năm, xây dựng được 2 nhà máy tái chế compost, tạo ra việc làm cho từ 3.200 cho đến 3.500 người trên một năm từ các hoạt động dựa trên mô hình kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp Việt Nam đang tiếp cận xu hướng xanh và tham gia vào chuỗi cung ứng xanh. Tuy tiến trình thực hiện chưa mạnh mẽ, song đây là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp khi mà các nhà đầu tư, các đối tác, các hiệp định quốc tế ngày càng đòi hỏi khắt khe về yếu tố xanh. Nếu không tuân thủ, các doanh nghiệp có thể bị đẩy ra ngoài và đánh mất khách hàng. Hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là chủ trương rất lớn của chính phủ Việt Nam. Yêu cầu này đặt ra cho doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề một cách tiếp cận mới về sản xuất sạch, môi trường xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch, nguyên liệu tái chế. Do vậy, Hội Dệt May Việt Nam cho rằng không chỉ các địa phương mà doanh nghiệp ở từng ngành nghề đều phải nỗ lực thực hiện các cam kết của mình. Tại Đà Nẵng hiện có 9 doanh nghiệp tham gia sản xuất ngành hàng dệt may, sản xuất vải, sợi. Các doanh nghiệp buộc phải tuân thủ yêu cầu xanh hóa trong sản xuất, thực hiện trách nhiệm xã hội, môi trường và cắt giảm phát thải. Hầu hết các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam đã đầu tư vào cái hệ thống năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, năng lượng áp mái. Đây là một cái giải pháp mà nó cũng là một cái điểm cộng cho doanh nghiệp khi mà sản xuất các nhãn hàng cho các cái nước trên toàn cầu. Hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Việt Nam ký kết đều có các quy tắc, cam kết về bảo vệ môi trường và phát thải thấp. Điều này bắt buộc doanh nghiệp phải đặt nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngang hàng với hiệu suất kinh tế, đầu tư công nghệ sản xuất tự động hóa, xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động, giúp tăng tính cạnh tranh đối với khách hàng và người tiêu dùng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi sát sườn với doanh nghiệp Việt.